Xin chào cả nhà, đây là buổi tối đầu tiên trong chuyến du lịch Cát Bà của gia đình Phượng Village. Đi tắm biển về sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, nhà mình đi ăn tối. Chúng mình đi du lịch theo kiểu tiết kiệm nên đã quyết định ăn tối trong chợ Cát Bà tại quán cơm bình dân biệt thự 368 nhà. Quán cơm cũng không cách xa khách sạn là mấy nên mọi người quyết định đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh luôn các bạn nha. Vì hơi muộn nên đồ ăn không còn nhiều món để lựa chọn nên Phượng đã quyết định ăn một số món như vậy thôi. Đứng đâu đấy? Mình đi qua đâu thấy? Nhà quân các bà vẫn đông nhỉ anh nhỉ? Đó, làm mấy tốt ra, quảng cáo tốt. Quân bảo gần nhưng mà còn nửa đường nữa cơ. Từ từ đi, sau biết chỗ rồi đi sau, quan trọng là đừng đến nữa là chẳng phải chờ. Đi guốc kia lấy cao 5 phần này, trừ phần gót ra đến tính phần bằng này 5 phần. Ông cứ đi từ từ chờ bà. Hello chị, hello anh. Chị chào nhá. Em vừa ra đấy à? Vâng, nhà em lên gác rồi à? Mọi người lên trên rồi, em ngồi đầu đi. Ôi trời ơi, lại cho em đi chợ đi búa này à? Ôi cả. Anh yêu em một trứng vào đây này. Dạ. Anh nhớ đây, nấu cái trứng to đi. Đây có trứng to đây này, còn đây là trứng nhỏ nhá. Chị cho em một ít mực thôi. 60.000. Em yêu ăn gì ạ? Tôm cho em 6 con. Tính 6 con nhỉ? Thằng bé là không ăn. Mực. Vâng, mực trứng. Tôn trao xả cho em còn 10 trứng hấp nhá. Thịt kho trứng hết à? 6 con nướng mỡ hành, 6 con bơ, phô mai. Cái thịt này lấy lạc lạc tí cho thằng cu nhà em nó ăn. Cho 5 phô mai đây, 5 phô mai, 5 mỡ hành. Vâng. Cho em ít củ cải. Một ít ạ, với một tí bắp cải xào. Chén nước trắng vượng. Cái này Tiền Giang chỉ lấy 60.000. 330. 330 cơm, rau. Thành 380. Và canh nữa nhé. 380 chị.
cơm mà chị bảo là 100 mấy nhỉ? 120 à? Thì mình ăn cơm, con hôm nay ăn thịt đi nhá. Ô, thịt xay ăn thay thịt. Có mỗi mày lấy thịt này nó hơi mơ mơ chứ. Có thịt này không có trứng á? Thịt này thì cháy cạnh khác, chỉ trứng này hết rồi. Còn trứng rán không thôi. Cả nhà ăn cơm. Cô Mai, Lữ Hầu và Nguyễn Hành. Vâng, em xin. Phô mai là nước này này. Đây là món hàu nướng mỡ hành này. Hàu phô mai. Cái phô mai này là phô mai không, không có gia vị như sao ấy. Nó không phải là sốt phô mai kia. Đấy, mực hấp này. Nó nặc nặc ấy. Em gửi thêm tiền hàu chị ơi. Quên mất món hàu. Dạ. Vâng.